Chào mừng tất cả các em đã quay lại với kênh của Shop FGV. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với nè các em nhìn này, cái bộ màu này rất là quen thuộc với chúng ta luôn đúng không? Còn đây là cái sách tô màu hình công chúa và cô dâu của chúng ta nè. Một sách dày như vậy chỉ có 20.000 đồng thôi. Nhưng mà hôm nay chị sẽ không tô hết cái này đâu. Thì chị sẽ rút đại một tờ nha. Đây. Rút tờ nào bây giờ ta? Chị rút nha. Không biết sẽ là hình gì đây ta. Wow, là cô dâu được rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tô màu hình cô dâu nha. Thì cái bộ màu quen thuộc này của chúng ta có giá là 70.000 nè, có 12 cây dạ quang và 12 cây có nhũ nha. Hôm mấy clip trước thì chị đã thử màu rồi, bây giờ thì chị tiếp tục sử dụng cái bộ màu này để tô hình cô dâu này nha. Này rất là đẹp luôn nè. Đầu tiên chị sẽ dùng màu đỏ để tô cái môi. Nhìn này cái bông hoa nữa rất là đẹp luôn. Rồi đó nha, thì đây những cái bông này đã xong rồi, cho các em quan sát nè. Đó, những cái bông này tô bằng cái bút màu đỏ có thịt nhũ nè, có kim tuyến nhũ á, nên là rất là lấp lánh luôn. Tiếp theo chị sẽ dùng một cái cây bút màu xanh này nè, màu xanh lá cây, chị sẽ tô những cái lá này. Những cái bút này tô thì cái ngòi nó khá là nhỏ nhưng mà nó không có bị lem nha các em. Màu xanh lá cây thì đã xong. Tiếp theo chị sẽ dùng màu xanh dạ quang này nè. Màu xanh dạ quang để tô những cái cây cầm tay nha. Những cái thân cây của những cái cánh băng này nè. Nhìn rất là nổi luôn nha, rất là sáng luôn. Cái màu dạ quang đó các em. Giờ chúng ta đã xong bó bông rồi. Tiếp theo chị sẽ dùng màu xám nè. Màu xám để tô những cái này á. Những cái gọi là, cái này là khăn đội trùm đầu của cô dâu đúng không? Màu sáng này có kim tuyến khá là đẹp. Xong cái đầu trùm đầu của cô dâu này nè. Trời ơi, nó tung gãy cái tay luôn á. Bạn nào á, này xéo tay á, nhẹ nhẹ tay thì bạn nào mạnh tay á thì tôi nhẹ nhẹ tay thôi nha. Tại vì hồi nãy á, chị lỡ tô rách một đường luôn á. Rách ra đây nè. Đó. Ê, thật là đau lòng quá đi. Đây, tiếp theo là chị sẽ dùng màu vàng có nhũ nha. Sẽ làm gì bây giờ? Khó chọn màu quá này. Bây giờ chị nên chọn màu hồng hả? Hay là màu tím? Trời, tiếp theo chị sẽ dùng màu màu xanh có kim tuyến nhũ này hả? Hãy tha thứ cho một người con gái không có hoa tay như tôi. Chị đúng có cái hoa tay duy nhất thôi. Ôi xấu quá đi. Các bạn có thích màu xanh nước không? Tem màu xanh nước thì điểm danh bên dưới cho chị đó nha. Trời ơi, mỏi tay quá mọi người. Thật sự là rất mỏi tay luôn. Tôi có cái hình nãy giờ chưa xong đây nè. Rồi bây giờ chắc là sẽ lấy cái màu xám để tô tiếp ha. Đây màu xám hiện tại đi nè. Đó xong rồi bây giờ sẽ dùng cái màu xám này tô hết cái váy này là xong rồi. Đó giờ tô xong một phần ở trên này nè. Bây giờ chúng ta sẽ tô nốt phần còn lại ha. Xong cái váy rồi bây giờ bắt đầu tới những hình trái tim, những cái màu và những cái lá này nha. Trời đó giờ trời ơi, cuối cùng bức tranh cũng xong rồi. Mất hết gần 30 phút của tôi. Rồi đây. Thì đây là một cái tờ giấy nè, khá là đẹp, tờ váy cô dâu nha. Cái tờ giấy vẽ này chúng ta sẽ tô màu lên rất là đẹp luôn. Mặc dù là cái tay nghề của chị không được khéo cho lắm, nhưng mà cái hình nó cũng cứu vớt được một phần nào của chị. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ký tên thôi. Chi một cái tên chi đi nha. Rồi ok. Thì một sắp giấy như vậy là 20.000 đồng. Còn những cái bộ cái màu này á, đây là một cái bộ mới nè. Bộ mới cái màu này có giá là 70.000 đồng. Trong này gồm có 12 cây nhũ và 12 cây dạ quang nha mọi người. Nếu bạn nào muốn mua thì hãy liên hệ đến số 0937899707 được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng nha. Hoặc là có thể đặt hàng Facebook hoặc là Zalo nè. Đó, chúc các bạn có một kỳ thi thật là suôn sẻ thuận lợi. Bạn nào mà cảm thấy thích cái video ngày hôm nay của chị á, thì hãy like cho chị một like, một share, một comment và một đăng ký kênh nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em những video lần tới này. Bye bye.
Bye bye nha. À quên nữa, một cái sắp giấy vẽ này rất là dày luôn, rất là nhiều tờ luôn nha, dày vậy nè. Đó, rồi, bye bye.